bên hiệu, bên hiệu audio đi lắp một bộ karaoke trị giá là 48.200.000 cho anh Đức ở Bùi Sơn Trạch, Hà Nội. Bộ karaoke gồm có một con lăng kính VIP 68, một con lăng kính HA900 Pro, một con quản lý nguồn Pro 12 và một bộ mic TB800, mic bóng đèn, mic 4 bóng 4 dâu, lọc tiếng cho tiếng trong và lảnh tiếng mà nghe rất là hay. Và một con đẩy 4 kênh là MH4009, đẩy 4 kênh chạy mạch cần áp hát. Và một đôi loa VIP 12. Và một con súp hơi bass 40 của AV Pro. Cầm chiếc xuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôi. Ngày ấu thơ có còn lắm rồi, chỉ còn màn mưa. Gió đưa cô hồ xa xưa, nghe lòng như đốt lửa. Thời gian đến đời, quê hương là tiếng gọi đầu môi. Về quê xưa nhớ.